Và ngay giây phút kỳ đây thì Phương Nghi cũng xin mời quý vị sẽ đến với một bài thân cũ khá đặc biệt mà Phương Nghi nghĩ là quý bà con, quý Phật tử đang chờ đợi cái tiết mục này rất là lâu. Và bây giờ đây thì Phương Nghi cũng xin mời năm nghệ sĩ trung tràng giọng cổ Bùi Trung Đắng sẽ tiến về sân khấu mến gửi quý bà con mình cũng như quý Phật tử tại chùa Hưng Phước Tự ngày hôm nay một ca khúc tự chọn. Quý vị cho anh một tràng pháo tay nha cả nhà mình ơi. Cảm ơn em gái. Trời mưa rồi má ơi. Bà con ngồi giữ gìn sức khỏe cẩn thận nha. Trời mưa đó, điện lắm á nghe. Giờ hôm nay Trung Đẳng rất là hạnh phúc về đây để hát cúng dường lễ Vu Lan. Xin chúc cho các Phật tử ở đây, bà con cô bác ở đây được nhiều sức khỏe, bình an, gia đình hạnh phúc, làm ăn phát tài. Cảm ơn đại gia đình dấu yêu rất nhiều. Kính thưa cả nhà, nãy giờ thì quý vị nghe hát về Phật, về mẹ, cha mẹ rất nhiều rồi. Bây giờ cho phép Bùi Trung Đẳng xin thay đổi bầu không khí chút xíu, hát về tình yêu. Tình yêu thì có rất nhiều tình yêu quý vị. Tình yêu cha mẹ, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu đồng bào, tình yêu trai gái, tình yêu đồng đạo. Bây giờ Bùi Trung Đẳng sẽ hát lại một lớp trích đoạn này rất là lâu rồi, nói về tình yêu trai gái, một sáng tác của soạn giả Loan Thảo được mang tên Trúng Độc Đắc. Đêm nay trời mưa, ai đi chùa ở đây ha, là về mua số Trúng Độc Đắc hết. Mời quý vị cùng thưởng thức trích đoạn cái lương Trúng Độc Đắc. Cảm ơn rất nhiều ạ. Đơn tôi tin tưởng làm sao được, trong khi anh là một thằng văn nghệ sĩ trắng tay thì em là con của ông chủ phố giàu sang đài. Dù biết rằng em yêu anh bằng mối tình chân thật, anh vẫn sợ một ngày kia duyên nợ sẽ không tròn. Mỗi đứa một nơi ôm ấp cuộc tình buồn. Anh Thành, hay là anh không tin em chúng thị mà cho rằng em sẽ ham sáng giàu mà phú bỏ tin anh? Không, anh vẫn tin rằng em yêu anh tha thiết, nhưng ba má em quá khắt khe lại trong thú kinh bằng sẽ chọn cho em một người chồng tốt mà giàu sang, chứ đâu gả cho một thằng nhan sĩ nghèo. Rằng thời gian sẽ làm cho ba má em thay đổi thái độ. Thời gian sẽ giúp cho người ta chứng minh được lòng chung thủy, nhưng thời gian cũng là cơn giông bão.
giữa phồn hoa đô hội, anh đã thấy nhiều người chỉ vì nghèo mà phải nuốt lệ chia xa. Không lẽ hai đứa mình rồi cũng giống như người ta? Không, em tin là hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác. Khác gì đâu, tuổi mình cũng chỉ là hai hạt cát, rồi phải dập dùi trong cơn chốc say của phù quá. Rồi, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Cho buổi đưa tiễn buồn thêm khi ấy chúng ta từ hai phương trời xa lạ, dịp tình cờ xuôi khiến gặp gỡ nhau, giờ chia biệt cũng là lẽ thường. Tình tan hiệp nhưng thà đừng bao giờ mình quên biết, chứ gặp nhau chi rồi dạ. Cảm ơn bà con rất nhiều. Dạ, cảm ơn quý vị đã yêu quý Trung Đẳng, yêu cầu Trung Đẳng hát thêm một bài nữa. Mặc dù trời mưa mà bà con vẫn ngồi đây để xem anh em nghệ sĩ chúng em hát. Và tiếp theo thì theo lời yêu cầu của gia đình, cũng một lần nữa thì xin chúc cho anh trai của Bùi Trung Đẳng, đó là chuông bạc giọng cổ Lê Văn Gàn, được nhiều may mắn, năm sau sẽ vô mánh để mà lãnh cái trách nhiệm này càng ngày càng hoành tráng hơn nữa. Cho tràng pháo tay Lê Văn Gàn cả nhà ơi. Cảm ơn rất nhiều. Trung Đẳng sẽ hát một lớp giọng cổ nữa để cảm ơn quý vị, nói về một cha mẹ, nói về một người con hối lỗi. Hai câu giọng cổ trích đoạn trong vở tuồng Cải Lương của cố soạn giả Trần Hữu Trang được mang tên Tô Ánh Nguyệt. Mời cả nhà cùng thưởng thức. Trọn vẹn vậy mà nói
nghĩ suy, đã làm cho mẹ con thêm buồn thêm tủi. Má, má ơi, má giận là má của con với lòng kính trọng. Má đã dưỡng nuôi con bằng tấm lòng người mẹ săn sóc dắt dìu từng bước con đi. Con đã được lớn lên trong tấm lòng nhân hậu nghĩa và tình như biển cả bao la. Trong trái tim con bây giờ có hai người mẹ trong xanh, có dương xanh dương đạo đồng. Ba ơi, những điều trắc ẩn nay con được cảm thông, vì xin ba hãy an tâm mà tình dương tinh thần. Rồi con xin phép má đây cho con đi tìm mẹ để chúng con lo về mà phụng dưỡng sớm hơn. Dạ, cảm ơn những tràng pháo tay của bà con cô bác, những cành bông hết sức là đặc biệt. Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Có lẽ là trời mưa, cũng rất là nhiều anh em nghệ sĩ ca sĩ cũng còn phía sau, cho nên là trung đẳng tạm ngưng tại đây nha, chứ hát nữa thì anh em chờ lâu quá. Nếu mà còn thời gian thì trung đẳng sẽ hát. Dạ, cảm ơn bà con cô bác rất nhiều. Dạ, bà con thông cảm nha. Dạ.